Vâng, lời đầu tiên thì cho phép con xin gửi tới toàn thể đại gia đình Phật tử, các ông, các bà, các chú, các dì, các bác, các bạn, thanh niên nữ cũng như các bạn nhỏ ở đây một lời kính chúc sức khỏe và một lời chào nồng nhiệt và thân thương nhất. Vâng, thưa quý vị, là chắc là tất cả mọi người đây ai cũng sẽ rất là ngạc nhiên khi mà người ta làm ảo thuật, người ta lại không có một cái gì cả. Thường là mọi người nhìn trên sân khấu sẽ có rất là nhiều những cái đạo cụ họ bày ở trên bàn, họ diễn chim rồi diễn mèo hay là diễn cái gì biến tới rất là nhiều, đúng không ạ? Điều này thì Phú sẽ làm một cái gì đơn giản nhất cho tất cả mọi người sẽ nhìn, sẽ hiểu và có thể hiểu một cách nhanh nhất. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm được những gì? Bây giờ Phú sẽ xuống hẳn xuống dưới nhé. Cảm ơn. Nhưng mà thôi, mình là con trai mà, nhẹ luôn. Ok. Ở đây thì cho con xin được hỏi, ở đây ai có tờ 1.000 đồng không con mượn ạ? 1.000 thôi. Bác, vâng, con cảm ơn bác rất nhiều. Thôi 1.000 thôi, không nhiều. Nhiều ngàn thôi rồi. Vâng, vâng, con mời bác cô lên trên này luôn ạ. Không đơn giản thôi, trò này đơn giản, có cái gì trên tay đâu. Thôi rồi, em có thích xe vào tờ đâu? Vâng, cô cứ lên đi, bạn ấy 1.000, bạn ấy biến thành 500.000 trả cô đấy. Đấy, thế là nhanh lắm. Vâng, thế thì còn ai có thể lên trên này diễn cùng? Ok, hoàn quá. Vâng, một chào tay cho em bé nhỏ, rất là dũng cảm. Đấy, cô không gặp bạn ý đâu. Rồi, em đứng trên này cao, mọi người nhìn thấy. Mình phải tỏa sáng sân khấu này đẹp quá. Đứng lên. Rồi. Mọi người nhìn thấy bạn nhỏ chưa? Ok. Bây giờ em có thể giơ cho mọi người tờ 1.000 đồng nữa không? Ở đây thì cũng có. Giơ cao cho tất cả mọi người cùng nhìn thấy ạ. Ok. Ngày nay là vội quá, không chuẩn bị nhiều nhưng mà thôi sẽ cố gắng. Bây giờ nhá, sau khi mà mọi người đã nhìn kỹ tờ 1.000 đồng rồi thì đây là không phải là ảo thuật sân khấu đâu, làm trực tiếp cho mọi người nhìn, không phải đứng trên sân khấu, nó quá xa, chúng ta khó nhìn, đúng không? Chúng ta bây giờ con sẽ đứng đây diễn trực tiếp cho mọi người nhìn, ok chưa? Bây giờ 1.000 đồng, ok, em cầm cho anh em mic nhỉ. Ok, em sơ mọi người cho mọi người nhìn xem tờ này tờ gì? Tờ này tờ bao nhiêu tiền ạ? Bây giờ làm thế nào để có thể trả bác 1.000 này? Hay là bác nhận 50.000 được không? Bác không nhận đấy, biết ngay bác là của mình bao nhiêu thì mình nhận bấy nhiêu. Rồi ok, em cầm lại cho anh cái mic để biến lại cho bác. Tất cả chúng ta nhìn rõ nhá, xem là tờ xa đã làm cái gì ạ? Ok, bây giờ sau khi mà chụp vào tay rồi ấy, thì Phú sẽ có một cái phép màu. Ok, bác bạn tập lấy cho mình cái mic. Ok, đây tập cái mic. Đây là trong này có một cái phép màu rất là đơn giản thôi. Đấy nhá, nhìn nhá. Ok. Rồi. Wow, ta 1.000 ạ. Vâng, cảm ơn em rất nhiều đã cho mọi người nhìn rõ tiền hơn. Rồi, em cảm ơn em rất nhiều. Rất cảm ơn em nhiều. Vâng, tiếp tục thì sẽ là một cái trò thật. Cái trò cuối cùng sẽ là trò gì nhỉ? Đây, ở đây thì Phú có chuẩn bị một cái bộ bài. Một bộ bài thì chúng ta chắc là ai cũng đã từng chơi vui với nhau đúng không ạ? Ok. Một cái bộ bài. Một cái bộ bài rất là bình thường thôi. Thì bây giờ một bạn nữ nào có thể lên đây giúp mình cái trò này đúng không nhỉ? Bạn ạ, một bạn nữ đi ạ. Ô, chị luôn. Vâng, hôm nay em xin chào xinh đẹp không ạ? Vâng, quá xinh đẹp mà gì nữa. Rồi, bây giờ bài mình để cái đấy đã. Chưa? Ok, bây giờ chị sẽ lấy bất kỳ cho em một lá bài trong này. Ok, mọi người xem kỹ nhá. Rồi lấy bất kỳ một lá bài. Rồi sau đó rồi bây giờ chị nhớ cho em đưa em một bài. Còn lại lá bài của chị thôi. Cho mọi người xem lại một lần nữa.
Ok chưa? Rồi, bây giờ để chắc chắn hơn thì chị sẽ ký tên vào. Ok, cái ký tên là cái chắc chắn nhất. Bây giờ mình lấy con, ví dụ chị bốt của con 2, mình lấy con 2 khác thì sao? Ký cho nó chắc ăn nhé. À, đơn giản. Rồi, đây, mời chị ký tên. Được chưa? Mọi người nhìn chị ký rõ chữ ký chưa? Ok, Phú sẽ làm rất là chậm nha, không phải đi ảo phải sao, nhanh nhanh trên sân khấu, khó hiểu, không nhìn ra gì cả. Nhiều lúc đến ra chim nhanh 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 nhanh, mình không biết là bí mật là gì. Để làm chậm thì mình đoán bí mật nhé. Ok, xong chưa ạ? Ok, cất ra cho. Rồi, bây giờ cho anh Mượn và cái bài của chị. Mượn mất thì sao ạ? Em sẽ đoán được là bạn của chị có tin không? Bởi vì em chỉ cần có một khả năng rất đặc biệt khác người, tức là có thể nhìn vào ánh mắt của người ta là có thể biết được người ta nghĩ về gì. Ok, bây giờ em sẽ đoán thử nhé, không biết là đúng hay sai, nhưng mà nếu như mà sai thì mọi người thông cảm nhé. Một lá bài màu đỏ đúng không? Màu đỏ à? Màu đỏ không? Vâng, màu đỏ ạ. Ok, bây giờ sau khi màu đỏ ấy,